Xin chào các bạn đến với ASAP X Monkey. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ một cái chủ đề hiện tại cũng khá là nóng bỏng, đó là về hãng VinFast xe của Việt Nam. Thì mới đây thì hãng VinFast đang đưa 999 chiếc xe qua Mỹ, nhưng mà cái spec của nó thì không như người ta mong đợi, và nó cũng dấy lên một số tin tức cũng không được tốt cho VinFast, và cũng như một số người thì đồng tình ủng hộ, nhưng một số người thì cũng không có đồng tình ủng hộ, và chúng ta chưa biết là sao. Bây giờ mời chúng ta cùng theo dõi ha. Chúng ta nghĩ rồi thì các bạn có thấy trên website đây thì website này là cái website VinFast của Mỹ ha, VinFastAuto.us, and xe VinFast 8 giá tiền là 59.000, ok, 5 chỗ thôi. 59.000 US dollar chứ không phải là Australian dollar, cho nên nếu mà 59.000 thì ra cũng gần 100.000 đô đô Úc. Nếu mà chúng ta thấy ha, các bạn có thể lên more, click lên more, chúng ta có thể have a look nhiều cái spec này. Đó, thấy ha, 402 horsepower thì dịch khoảng là 300 kW. Cái warranty này thì not too bad ha, 10 năm warranty for battery. Theo tôi biết thì Tesla thì cũng warranty cũng chừng 7 năm hay 8 năm. Và những hãng xe thường thường hiện tại chúng ta lấy ở Úc thì đa số những cái xe bây giờ là 5 năm. Và có những hãng xe offer 7 năm, Mitsubishi thì 10 năm nhưng mà phải service trong hãng của họ. Tại khái là như vậy, thế thôi biết. Rồi, các bạn thấy. Thì hiện tại thì... theo cái tờ báo này Motor Trend ha, họ nói là 180 mile cho 55.000. Tại sao mắc tiền vậy, VinFast có thể break into America hay không? Ok, thì họ nói là hãng này thì gần đây thì cũng mới từ 2017 và cũng đã phát triển nhanh chóng ha, khá là vậy. Nhưng mà họ muốn nói rằng thử cái xe, test cái xe ở ở Long Beach, họ thấy cũng cái công nghệ tin nó cũng thường thường, cũng không thường thôi, không có thấy gì đặc biệt hết. Okay. Họ nói là họ cần extensive test more với như cái này, ok, nhưng mà một họ complain là cái giá là 180 dặm cho 55.500 thì quá mắc. Alright, lý do tại vì lý do thì người ta nói đơn giản là tại vì cái version này thì đơn giản sao dùng cho city thôi. Ok. Còn nếu đúng ra là 292 mile là cho cái V8 Eco và 277 mile của V8 Plus, nhưng mà họ sẽ tính từ từ, ok, đại khái là vậy. Sau đó V8 City start at 42.200, Eco thì start là 55.000, và VF8 Plus thì start at 57.000 without cái battery pack, ok. All without battery pack. Nếu mà có battery pack nữa là battery pack là cục pin, các bạn sẽ tăng hơn. Nhưng mà theo tôi biết thì ok, họ nói này ha, nếu mà thêm cái battery pack thì 20.000 nữa tổng cộng lên cái giá bán lẻ, nếu mà bạn mua cái xe 8 outright, cái battery outright. Nếu mà như vậy thì 57.000 mà cộng 20.000 nữa hay là gì đó thì nó tính ra tới gần 77.000 ha, 77.000 Mỹ, không có rẻ chút xíu nào. Okay. Right, so họ tìm hiểu cái department, marketing department. Right, so city version thì sẽ start trong 55.500, ok, là cái chiếc xe 180 dặm đó các bạn thấy ha. Ok. Right.
Longer range thì maybe start at 57.000, nhưng mà cũng cách chắc không vài tháng nữa họ mới tới. Nhưng mà đầu tiên á, thì họ quote cái giá là 42.200, nhưng mà bây giờ thì tới 50 mấy ngàn. Nhưng mà họ account từ bây giờ cái giá thành á, là cái battery hôm trước đó, họ tính là 169 đồng một tháng. Cho nên nhưng mà bây giờ thì họ không có được cái giá đó, theo tôi biết thì họ không có được cái ở bên Mỹ họ cái finance họ không có chịu cái cách mà cho chạy cái xe mà cái mướn cái pin, cho nên không chịu, cho nên bây giờ họ phải trả trước 13.000 cho cái battery. Ok, đã cộng lại là tổng cộng là 55.000. Ok thì nha, work it out, simple vậy thôi. Lát tôi để cái link này cho các bạn cùng theo dõi. Thì thì theo người ta test drive, người ta nói cái xe cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Ok, tôi thấy mấy cái video review thì có số người khen, số người chê. Tôi thì không được test drive cho nên tôi không biết. Tôi không phải là auto, tôi không phải là auto journalist, không phải là người lái xe review car. Không biết, tôi chỉ có thể biết xe của tôi thôi. Alright, thì sơ sơ chúng ta sẽ nhìn sơ cái lịch sử của VinFast. Thì VinFast là thành lập năm 2017 ha, là một cái tập đoàn, một không phải tập đoàn, là một cái chi nhánh của tập đoàn VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng. Thì ai trong người Việt chúng ta cũng biết ông này ha. Thì ông này người giàu nhất Việt Nam hiện tại, nhưng là 5 năm thôi, trong vòng 5 năm thì họ sản xuất một số xe xăng. Xe xăng thì based on cái mô, cái old, cái platform á, có nghĩa là cái cơ cơ thể, cái cấu trúc của xe BMW mà cấu trúc cũ chứ không phải cấu trúc mới. Cho nên và họ thì tại cái kỹ thuật đó BMW đã dùng qua rồi và họ bán cho VinFast, rồi VinFast apply cái model đó, cái apply cái platform đó để mà dùng cho xe của họ. Thì nói chung người ta cũng nói này BMW platform good, nhưng mà thực sự đó thì là cái kỹ thuật cũ khi BMW nó đã họ đã mua phần cái platform mới thì họ bán cái platform cũ cho VinFast ha. Thì đó là VinFast. Sau khi bán xăng, bán xe xăng khoảng chừng tới năm 2019, năm 2020 thì họ bắt đầu họ dừng. Ok, rồi VinFast xảy ra cái này nè. Nào mình tới tháng December 2019 thì VinFast đây nó là sẽ họ sẽ làm xe xăng, họ sẽ không làm xe xăng nữa, họ sẽ làm xe điện thôi. Ok, nó làm cũng chế với một số người mua xe ở Việt Nam. Tại đúng ra thì xe thì phải một dòng đời xe thì khoảng chừng 10 năm, và VinFast thì mới ra trong 5 năm mà họ đã biết bao nhiêu dòng xe. Cái cách họ cạnh tranh thì tôi không rõ là cái chất lượng họ như thế nào. Cho nên cũng là một cái dấu hỏi nha. Nếu chúng ta biết thì những hãng xe lớn trên thế giới như là Toyota, Mitsubishi, những cái hãng Honda, BMW này họ cả gần cả trăm năm rồi. Cho nên ít nhất những hãng xe trẻ cũng chung cũng phải 50 năm rồi. Cho nên họ qua rất là nhiều quá trình thăng trầm và những xe chất lượng nổi tiếng vẫn được khách hàng ưa chuộng ha. Thì nói chung thì VinFast ngoài xe mới, và tôi thì theo thấy thì tôi thấy xe nào tốt thì tôi mới mua. Không phải là xe nào mà đẹp là motion mà tôi mua. Thì thực sự mình phải như vậy, tại vì mình phải lo cho mình trước. Cho các bạn nhé. Thì đó, dòng của VinFast này. Rồi, thì cái model của VinFast mà thì so sánh một cái hãng xe như là hãng xe điện, chúng ta thấy Tesla, ngoài ra có những nhiều hãng xe điện khác nữa. Thì chúng ta biết Tesla thành lập rất là lâu rồi nha các bạn nhé, 2003. Ok. Và chúng ta biết họ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, cổ phần họ lên xuống rất là bao lâu, và cuối cùng thì họ là người thành công cho đến ngày hôm nay. Tesla có 3 model mà chúng ta đều biết là X, S, Y and 3. VinFast chưa có sản xuất nhiều, nhưng mà họ lại thấy rằng họ thấy VF8, VF9 rồi họ có cái một small version ở Việt Nam mà tôi không rõ lắm, tôi không có theo dõi. Thì họ đã dùng xe điện. Okay. Liên quan tới một chút xíu tin ngoài lề, thì cách đây nếu mà chúng ta ở Úc ta không lâu thì chúng ta biết rằng VinFast mua một cái research center ở Úc.
họ muốn họ muốn dùng để mà sản xuất xe, tôi không biết là họ đã dùng sản xuất xe hay là họ để dùng để nghiên cứu xe. Cái trung tâm này thì của cũ của Holden, ok. Rồi họ mua với giá 30 mấy triệu đó, theo tôi đọc tôi biết thì và nhưng mà cuối cùng thì họ đóng cửa. Lý do này ha, chúng ta sẽ cùng đọc cái article này. COVID, VinFast closed Oxy R&D Center. R&D có nghĩa là research and development, có nghĩa là nghiên cứu. COVID, tại vì lý do COVID thì họ nói là dạ COVID chẳng phải đóng cửa Việt Nam startup. VinFast have blamed COVID pandemic. Do COVID họ đóng cửa. Shut cái engineer center in Port Melbourne. Tại vì cost 100 current and future job, họ sẽ đóng cửa. Lý do vậy không, họ nói là thứ nhất là bị COVID và đóng cửa. Cái này cái trung tâm này là cái trung tâm cũ của Holden và GM. Chúng ta biết là Holden cũng làm ăn sản xuất xe Úc và đóng cửa, họ không chịu nổi, họ cũng phải đi. Lý do đóng cửa thì đơn giản thì tại vì họ không thể chịu nổi cái tiền lương trả cho nhân viên ở Úc rất là cao. Và thứ hai nữa, cái quality control của họ rất là dở, cho nên cuối cùng họ đành phải ship cái product họ elsewhere để lấy cái labor cheaper mà cái quality control better. Và họ tôi nghĩ là họ chuyển qua Thái Lan, phần South Korea đó, cho nên đó là vậy. Nó okay. Chúng ta biết rằng họ không có confirm vào cái Australian launch plan, cho nên không biết. Họ test thôi, nhưng mà vì COVID rồi nó đóng cửa, họ chạy ha. Đây là cái test track, chúng ta biết ha. Cái này cũng rất là buồn khi mà Holden Holden thì nó ra khỏi nước Úc, và cái đó là chúng ta cảnh báo rồi. Thì chúng ta đã biết là Toyota stop sản xuất, Holden stop sản xuất, và cuối cùng họ withdraw ra khỏi nước Úc. Tất cả các job đều là take out. Thì thị trường Úc thì lái xe bên trái, cho nên Nhật, Úc và một số cộng đồng Commonwealth thịnh vượng chung thì đều lái bên trái, cho nên cái market nó cũng nhỏ hơn cái thị trường lái bên phải một phần. Cho nên cũng vậy, chắc có lẽ VinFast cũng suy nghĩ là nước Úc thì cũng không cần phát triển nhiều, tại cái thị trường khá nhỏ, cho nên họ cứ phát triển cái xe lái bên tay phải dạng cái Việt Nam, từ Việt Nam đến Mỹ lái bên chung, cho nên họ cứ lái và họ bỏ đi export qua nhập qua nước khác là được thôi. Nếu mà nghiên cứu qua cái thị trường, nếu mà target qua thị trường Anh, những thị trường Ấn Độ, những cái thị trường ta lái bên trái, thì buộc lòng nước Úc là nơi rất dễ nghiên cứu để mà xuất khẩu qua những cái nước khác. Rồi đó là một số về VinFast. Rồi thì có một câu chuyện mà người ta cũng xôn xao, đó là một cái doanh nghiệp ở Mỹ, là ông thì là ông Triệu, ông Triệu Triệu Trung Thành, ok. Thì theo cái phố Posa TV, cái Triệu Posa này cũng có nhiều người subscribe ha, các bạn thấy thấy ha. Thì ông này nói là ông chỉ muốn mua 60 chiếc xe VF8 đặt mua. Ok, cái này đây rồi, giữ đặt mua và mua nó khác nhau nhé. Đặt mua thì chị bạn chị tốn có, hồi nãy thấy là tôi tốn có chừng 2.000 hay là 3.000 thôi, là các bạn có thể đặt mua luôn Mỹ. Cho nên ông này muốn mua 60 chiếc xe, muốn thấy xe VinFast chạy trên đại lộ Mỹ càng nhiều càng tốt. Thì từ lát tôi để cái link cho các bạn để thử coi ông này thì ông nói gì. Ông nói là tôi muốn tóm tắt là ông muốn mua 60 chiếc xe để cho bà con thích chạy thì chạy, chứ ông có, ông nói là ông làm bảo hiểm và ông có hai cái hãng cho mướn xe, hai cái công ty cho mướn xe rồi. Thì ông muốn mua chiếc này để mà cho chạy càng nhiều trên đường phố càng tốt, chứ không phải là ông muốn quảng cáo về Việt Nam, biết họ làm gì họ tự hào là hàng Việt Nam. Chứ ngoài ra cái sản phẩm như là làm neo với lại tiệm phở thì họ muốn biết là chiếc xe của Việt Nam cũng tốt. Đó là ông Triệu Trung Thành. Ok, thì cái này là ông Posa ông nói gì, ông phố Posa ông interview ông nói, thì ông nói là tôi muốn mua 6 chiếc xe này để quảng cáo cho người Việt, cho bạn bè chạy, cho người ta thấy chạy cho xe lộ càng nhiều càng tốt. Ok, rồi sau đó thì tới là nghe một cái tin nữa là ông không có mua 60 xe này nữa, ông cancel cái order đó.
Nhưng lại một nhưng cách đây vài ngày thôi thì ông nói tôi vẫn còn muốn mua xe. Ok, thì qua cái TD Media, dân à, tôi vẫn giữ định mua xe VinFast vì sao, thì trong cái video này thì ông ra nói rằng ông ta không có cancel cái đó, ông vẫn muốn mua, ông vẫn đặt. Và khi mà đặt á, thì là cái deal tốt, cho nên nếu bạn nào muốn cái deal đó gọi là VinFast, gọi là cái mua xe đầu tiên thì sẽ được đặt cái giá tốt, cho nên ông sẽ muốn giữ cái deal đó, và ai muốn thì lấy lời ông. Và ông đính chính là ông không phải mua xe cho người ta chạy đi chơi, mà ông nên lấy cái deal đó để cho những cái bạn bè, những cái ai mà muốn lấy cái deal này, sau đó thì ông sẽ nhường lại cho. Ok, thì thực sự ra thì ông này, theo tôi nghĩ ông chỉ là một cái con, ông chỉ đánh trống thôi, không biết ông có đặt mua hay không, nhưng mà chỉ đánh trống cho người ta trong cái lúc mà người ta tháng 11 á, lúc mà ấy coi xe thử xe thì ông nói cái này, cho nên tôi đặt 60 xe thì người ta ngỡ ngàng, người ta sẽ quảng cáo lên doanh nghiệp của ông, ta lên tiếng của ông, lên cái chiêu trò marketing của ông. Và sau này thì ông cũng nói chính rõ ràng, thì ai xạo ông thì nói là ông này đặt câu hỏi không đúng, trong đầu trọc đặt câu hỏi không đúng, ông đính chính, nhưng mà thực sự ông là người trả lời nha các bạn ha. Cho nên các bạn thấy doanh nhân doanh nhân nói sao nói tới nói lui, quân tử nhất gì, người ta nói là quân tử nhất ngôn là quân tử ngôn, quân tử nói đi nói dại mới là quân tử khôn ha, nói đi nói lại, ông thì nói đi nói lại. Và ông nói là ok, 60 chiếc xe đó tôi mua, nhưng mà tôi không, ai có cái good deal thì tôi sẽ, ai muốn good deal tôi nhường ra. Và ông có nói là cái version này của người ta mới ra city version rồi, không phải là cái version mà xe sắp tới, ông muốn, ông mới đến chính như vậy. Ok, chúng ta cũng chưa biết vì sao, nhưng mà theo theo tôi thấy thì cái này kiểu dạng như là treo đầu heo bán thịt chó, các bạn có thể promise người ta một thứ nhưng mà bạn không thể được giao cho ta cái thứ khác được. Các bạn nói là 240 mao mà thử ra thì chỉ có 180 mao, và cái đó nói theo cái testing như vậy là cũng không có tốt. Thứ nhất là như vậy nó sẽ không không tốt, và người người Mỹ họ rất là quan trọng cái uy tín trong việc làm ăn, và khi mà cái xe mà nó cái mao nó ít, pin ít, cái đi không có xa thì rất là kẹt, người Mỹ không có muốn. Đặc biệt chúng bạn thấy rằng nước Úc chúng ta thôi, những cái xe Tesla hiện tại, những xe điện qua, nhưng mà Úc chúng ta rất là chậm adopt, tại vì sao? Nhưng Úc chúng ta thì có 27 triệu người thôi, nhưng cái khoảng cách là diện tích đất của chúng ta là bằng nước Mỹ. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta đi thì các bạn sẽ biết Úc này xe cộ rất là khó khăn, tại vì nếu như mà cái xe mà không đáp ứng đủ nhu cầu, hư nhiều hay là gì đó là người ta bỏ, người ta không có muốn mua. Và cái thị trường Úc là một thị trường khó ăn chứ không phải là dễ ăn. Ai nói thị trường Úc nhỏ không thèm, nhưng mà thực sự ra nước Úc một thị trường xe cổ rất là khó ăn. Các bạn có thể biết coi, và các bạn có thể biết rằng cái những tại sao dân Úc lại mua Toyota, Mazda, Hyundai, Kia nhiều. Thứ nhất là cái warranty họ nhiều, thứ hai là cái part dễ sửa và dễ warranty, họ chạy xe cũng tốt. Cho nên những cái top 10 của cái xe mà bán chạy nước Úc, đa số các bạn sẽ thấy thứ nhất là vừa phù hợp túi tiền và vừa dễ sửa và có đi được xa, và nó hợp túi tiền của người Úc nữa. Và những xe điện không được chú trọng nhiều, tại sao? Lý do là cái distance nó quá xa, vừa giữa những cái thành phố đối với nhau. Nếu mà các bạn ở trong city không thì ok, nhưng mà khi mà bạn rời ra khỏi thành phố thì các bạn sẽ thấy rất là xa. Nếu mà theo tôi sẽ mua xe điện khi nào cái range của xe điện từ 750 cây số cho đến 1.000 cây số, tôi mới lúc đó tôi mới suy nghĩ thì mua. Và hiện tại thì cái xe điện cũng gần đến cái mức đó rồi. Ok, tôi sẽ cho các bạn nhìn sơ cái giá cả của cái chiếc Tesla này, model của Y 23, 65.999 là giá của bên Mỹ ha. Bạn thấy 7 chỗ ngồi, tôi thấy cũng rất là interesting. Thì model Y ở bên Úc, thì giá thì nó sẽ chênh lệch. Và tôi nghĩ cũng có thể là bên Úc này lại không có lại 7 chỗ ngồi. Tôi cũng coi kỹ thử, coi model Y ha. 510 cây số, ok, 82.950,
đó là cũng là một cái xe good các bạn nhé. Các bạn thấy specification, cái máy thì có thể yếu hơn VinFast nhưng mà rõ ràng là xe nó reputable, có nghĩa là người ta đã làm ra nhiều chiếc rồi và nó có cái hãng xe này đã buôn bán rất là nhiều xe trên thế giới, cho nên không có cái gì lo lắng khi người ta phải mua những cái chiếc xe như thế này, chúng ta sẽ rất là tiện. Và tôi theo tôi biết rằng thì cái xe Tesla chiếc mà gọi là chạy chạy một cái range xa nhất thử coi, Tesla Y, chúng có tại sao tôi lúc nào Model Y thì phải vì nó là cái xe mà đa số ok spec internet lại không chạy ok fuel quantity order oil time okay. Oh, internet hơi chậm nha các bạn, sorry. Rồi ok chạy về rồi, đa số họ được cái model đồ Y này thì 510 cây số. Tôi biết cái chiếc xe mà chạy mà nhiều nhất long range, ok long range 510 ha, ok standard range coi sơ Model Y của Úc 82.000, rất là khá là mắc so với cái túi tiền của người Úc. Ok. Alright, bạn suy nghĩ sao về những chiếc xe này? Bạn có mua VinFast VF8 hay VF9 nếu mà nó nước Úc hay không? Thì đối với tôi thì chắc chắn tôi sẽ không mua, không phải vì tôi không phải là yêu sản phẩm Việt Nam, nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái sản phẩm này nó không có phù hợp với tôi là một. Thứ hai nữa là cái giá cả không có phải popular, không phải là mềm. Điều thứ hai đó là hai cái mà ấy, nên tôi cảm thấy là không, chiếc này chắc nhìn là tôi sẽ không mua nếu mà even nó có mặt ở Úc. Cho nên thì các bạn suy nghĩ sao vấn đề này nhé. Alright, ok, xin mời các bạn leave a comment bên dưới. Xin cảm ơn các bạn. Alright, chúc các bạn có một đêm an lành.